cái giường cho nó kỳ quá à. Con vừa nhào ậm lên cái gãy làm giường luôn. Trời ơi con ơi, cái tướng con mày nhảy chắc mấy cái giường cũng không đủ đâu. Nè 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 nè. Ủa chị nói vậy ý là chị nói sao? Chị nói cháu tôi hả là mập hư hả? Dạ không cái có. Cái giường đó của mấy người á bị gãy sẵn rồi, vô tình con bé nó ngồi lên thì nó gãy thôi. Thả tôi 6 triệu lại tôi về, tôi không đi du lịch nữa. Dạ em không có tiền mặt 6 triệu ở đây. Trời đất ơi. Ủa dạ tại vì ủa vậy là này... muốn quỵt tiền á. Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng đến với Một Giờ Hoán Đổi. Và đây không chỉ là một talk show, mà Trinh nghĩ rằng đây là một sân chơi để chúng ta trải nghiệm rất nhiều những cảm giác phiêu lưu mạo hiểm khi chúng ta đến với một vùng đất mà mình không biết gì hết. Mình đã từng thích hoặc rất là không thích, nhưng cuối cùng điều mà chúng ta có được sẽ là sự đồng cảm, sự thấu hiểu lẫn nhau trong những khó khăn mà các nghề nghiệp khác đang phải trải qua. Điều đó mới thật là tuyệt vời đúng không? Chương trình rất hân hạnh vì nhận được thật nhiều những đóng góp tích cực của quý vị khán giả vào khung giờ quen thuộc thứ sáu hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Bali ba lô túi xách cao cấp Tacos. Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ cùng đi thăm thú mọi nơi, nhưng không phải là bằng máy bay hay tàu lửa mà chúng ta sẽ đi bằng tâm tưởng với nghề hướng dẫn viên du lịch. Người bạn đồng hành quen thuộc và là người chị rất là đáng kính của Hà Trinh cũng sẽ đồng hành với chúng ta, tiến sĩ Tô Nhi A. Chị đang nhìn coi cái bộ này thì em có thể đi đâu nè. Đi đâu? Bộ này chắc là một bãi biển thơ mộng. Không, đi hái dừa với tre. Em thấy đẹp hứng. Nhưng mà em đang nhìn chị chút xíu nè. Chị có thấy rằng em đã tươi tắn hơn không? Em năng động hơn không? À, có xanh min đồ các dạ, kiểu ha. Dạ, vậy là, sao là chị sao? Chọn tông màu trầm xuất hiện hôm nay? Ủa em không thấy nó đỏ lè hả? À. Ủa em, mỗi một vùng đất, mỗi một địa danh nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Bằng tâm tưởng, bằng trí, gọi là gì? Bằng tâm linh tương thông. Chị biết rằng Hà Trinh hôm nay sẽ xuất hiện bằng màu xanh. À. Và đó là lý do chị chọn màu đỏ. Em muốn mang một cái không khí của sự mát lành thiên nhiên. Em muốn chạy trên cỏ. Chị muốn mang sự nồng nhiệt để mọi người bình thường mới. Để mọi người bình thường mới. Thế hôm nay mình sẽ đi đâu cùng với ai đi nhỉ? Đi đâu thì phải biết là đi với ai đã. Cho nên phải mời cái ai đó ra đi. Để mình biết là mình được đi đâu. Dạ. Xin được chào đón nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay, hướng dẫn viên du lịch Lê Quang. Và lời đầu tiên xin phép gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Xin chào chị Tô Nha, xin chào chị Liêu Hà Trinh. Xin được tự giới thiệu, em tên là Lê Quang, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện rất là tuyệt vời về ngành nghề mà em đang theo đuổi, nghề hướng dẫn viên du lịch. Đi kiếm cái vali cho chị. Sao vậy? Muốn kéo vali đi liền. Với cái giọng này là muốn kéo vali đi liền. Em thì tự nhiên cái thấy rất là phấn khởi. Quang ơi, hai em đứng ngoài đây đi. Em dẫn chương trình luôn, chị thấy em dẫn chương trình thiệt, thật chị nói thiệt. Em sẽ đứng qua đó hoán đổi nghề nghiệp một chút. Vậy em với chị hoán đổi nghề nghiệp thử ha. Vậy bây giờ á, Lê Quang mình đứng ở trong cương vị là người dẫn chương trình cũng quen thuộc rồi. Tại vì thật ra hướng dẫn viên du lịch phải là người hướng dẫn và giới thiệu chương trình của ngày hôm nay là đi đâu, đi gặp những ai và khám phá điều gì, địa danh nào đúng không? Mình hướng dẫn quý vị khán giả đi vào một chuyên mục góc nhìn thật là hấp dẫn xem nào. Vậy bây giờ em sẽ, hôm nay là em với chị sẽ hoán đổi với nhau đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi, em xin phép được múa rìu qua mắt thợ một tí xíu và nghiệp dư. Cho nên có gì thì cũng rất mong quý vị khán giả thông cảm nha. Dạ rồi, và sau khi chúng ta đã được chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là nữ hướng dẫn viên du lịch Tô Nhi A. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình Một Giờ Hoán Đổi mang tên Góc Nhìn. Ở phần này, tất cả các quý vị khán giả sẽ được cùng trò chuyện với hai chuyên gia để biết được những điểm đặc biệt và cũng như những điều mà chúng ta sẽ khái quát nhất về nghề hướng dẫn viên du lịch. Ngay bây giờ xin mời mọi người cùng đến với phần đầu tiên Góc Nhìn. Wow, hay quá. Em đi về. Em đi về. Giận chung lỡ việc chị. Cho vừa cái tội. Hợp tác thì đừng nói vậy. Đi tập biết đó là nhờ bạn làm MC số sau đấy. Vậy thôi, vô ngồi đi, vô ngồi đi đừng. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ít phút để mà chúng ta nghỉ với lao nhé.
Cảm ơn quý vị đang cùng đến với chuyên mục Góc Nhìn. Và suýt tí nữa thì chương trình đã thay MC rồi, bởi vì Lê Quang đã làm nhiệm vụ xuất sắc. Và bạn thật là duyên dáng, cả trong hai vai trò người dẫn chương trình và cả người hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ bạn có thể nói thêm một chút về nghề của mình được không? Ngoài những gì mà người ta ấn tượng về nghề của bạn, như là nụ cười tươi tắn nè, sức bền cao, bởi vì các bạn phải hướng dẫn chăm sóc cả đoàn trong suốt chuyến đi nè, các bạn phải rất là kiên nhẫn, tỉ mỉ và còn phải rất là bao dung cho mọi tình huống xảy ra. Và các bạn cũng là những người có kiến thức sâu rộng, vì phải nhớ tất cả những địa danh với những chi tiết đi kèm và phải lưu loát trình bày với một giọng nói thật truyền cảm. Thật ra thì khó hơn rất nhiều so với nghề dẫn chương trình, đúng không? Thì thật ra là chị nói là khó hơn nghề dẫn chương trình thì em cũng không dám nhận đâu. Dạ, tại vì mỗi nghề nghiệp sẽ có những cái đặc thù khác nhau. Còn thực chất thì nghề nghiệp của bọn em thì nôm na thì em cũng không sẽ không dùng từ là cực đâu. Tại vì nghề nào nó cũng sẽ cực. Dạ, nhưng mà miễn là chúng ta làm đúng với cái niềm đam mê của mình á, thì em nghĩ là mình kiếm tiền được và cũng như là mình nuôi sống bản thân của mình được từ công việc mà từ niềm đam mê của mình, thì nó cũng sẽ không còn là cực nữa. Em có yêu nghề của mình không? Dạ, thì em cũng có thể tự tin là em rất là yêu nghề. Em có hy sinh đủ cho nghề của em chưa? Em cũng chưa biết bao nhiêu là đủ, nhưng mà em nghĩ là em đã có động thái hy sinh cho nghề của em rồi. Ví dụ nào? Không chỉ riêng em đâu, nghề hướng dẫn viên du lịch á, thì họ sẽ có những cái điều hy sinh. Ví dụ như là những cái ngày mà người ta đi chơi á, thì sẽ là ngày đi làm của bọn em. Dạ, nó rất là ngược lại như vậy. Hoặc là chỉ đơn giản là trong tuần thôi đi, đầu tuần thì chúng ta sẽ đi làm, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà đầu tuần á, thì bên hướng dẫn bọn em thì cái thời gian rảnh nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà về cuối tuần thì là thời gian rảnh hầu như là không có. Vì vậy cho nên là thời gian dành cho gia đình, hoặc là dành cho những cái mối quan hệ bạn bè, những cái mối quan hệ riêng cá nhân của mình, thì đôi phần nó sẽ bị phân tán đi, và cũng như nó không có được trọn vẹn. Chị hỏi em câu nữa rồi chị trả lại cho Trinh luôn. Hai bạn cùng là hướng dẫn viên du lịch thì có nên yêu nhau không? Theo em, tất nhiên là trong cái mối quan hệ xã hội của em, thì em cũng đã chứng kiến và rất là nhiều cái trường hợp là vợ hướng dẫn viên du lịch, chồng hướng dẫn viên du lịch. Đúng rồi. Và họ đã có một cái mái ấm cho đến bây giờ. Nhiều người thì hay nói với nhau là trời ơi, lấy vợ hai người hướng dẫn viên du lịch thì mạnh ai nấy đi thì con cái ai lo. Nhưng mà có thể là cái điều đấy là trong quá khứ thì nó hợp lý, nhưng mà trong một cái thời đại bây giờ thì em nghĩ là nó không là vấn đề nữa. Và khi mà yêu nhau, khi mà cùng chí hướng thì sẽ có cách mình cân đối với nhau để tạo thành một cái gia đình. Tại vì hai người hướng dẫn viên du lịch cùng đam mê nó sẽ rất là tuyệt vời. Thật ra Trinh thì cũng không quan tâm lắm đến chuyện đời tư tình cảm đâu của hướng dẫn viên du lịch hay bất kỳ nghề nào, bởi vì Trinh đã nghe quá nhiều những định kiến trong cái quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình về tất cả các nghề. Nghề nào cũng bị nói là có vấn đề về tâm tư tình cảm, dễ nảy sinh những cái mối quan hệ gì đó. Vấn đề chung cũng chỉ là do sự lựa chọn của con người mà thôi. Và Trinh quan tâm nhiều hơn cả trong chủ đề ngày hôm nay là những gì bạn được, những gì bạn mất, những cái nỗ lực kiên trì đến phi thường mỗi ngày một, từng chút một, chút một, để mà có được một bạn Lê Quang duyên dáng như thế, tuổi trẻ như thế, nhưng chinh phục được nhiều cột mốc như thế. Bạn ấy sẽ đi đâu trong hành trình này? Bởi vì có rất nhiều quý vị khán giả đam mê ngành hướng dẫn viên du lịch vì họ nghĩ đó là một sự tổng hòa tuyệt vời của nhiều nghề, nhiều cái khả năng diễn ngôn và cả về một lượng kiến thức khổng lồ, thậm chí có thể phát triển xa hơn nữa thành một nhà nghiên cứu nữa cơ. Và họ sẽ thật sự nhìn nhận nó như thế nào? Và cả những người không thích, có thành kiến, có những định kiến không đúng về ngành này, họ sẽ có những trải nghiệm ra sao? Bạn có tò mò không? Dạ, em cũng rất là tò mò. Trinh cũng rất là tò mò. Thế nên Trinh đã kết nối với một người bạn cũng quan tâm đến ngành hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà bạn hơi có một chút xíu phàn nàn về nghề này. Lê Quang không ngại nghe chứ? Dạ không ạ, em rất là sẵn sàng ạ. Xin mời kết nối với bạn Hồng Phượng ạ. Xin chào mọi người, em tên là Trang Hồng Phượng. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Với một người trẻ như em thì em rất thích trải nghiệm và khám phá những cái nơi mà em chưa từng đến. Vì thế em rất thích là đi du lịch. Nhưng mà bạn bè của em không có nhiều thời gian để mà cùng em đi du lịch. Vì thế em thường chọn những cái công ty du lịch để mà đi theo đoàn, vừa có thể mà đi theo lịch trình mà vừa có hướng dẫn viên du lịch để có thể dẫn mình tới những cái nơi mà theo lịch trình mà họ đã có sẵn. Nhưng mà thường lúc á, thì em thấy những bạn hướng dẫn viên du lịch đó rất là cứng nhắc trong cái việc mà dẫn đoàn khách đi. Ví dụ như là ngoài cái lịch trình đi á, thì giờ giấc không có được linh hoạt, không có được tự do mà đi lại. Ví dụ như là dậy rất là sớm nè, chỉ tham quan được những chỗ mà các bạn đã có sẵn ở trong lịch trình thôi. Vì vậy thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi, em muốn thử trở thành một hướng dẫn viên du lịch để xem là cái tính cách của các bạn có cứng nhắc giống như là mình đã từng thấy hay không. Thì em cũng muốn trải nghiệm và khám phá thử cái nghề hướng dẫn viên du lịch này như thế nào.
Đó là những gì Hồng Phượng nghĩ về nghề hướng dẫn viên du lịch. Cũng có những điều rất là giống với những định kiến mà nãy giờ chúng ta chia sẻ. Nhưng có những điều có thể là phải đợi bạn ở đây chúng ta mới trực tiếp giải quyết được, không thể mình tự suy đoán một chiều. Và bạn sẽ tham gia vào một thử thách một giờ hoán đổi. Nếu như mà bạn tham gia vào thử thách đó không phải trên một chuyến xe hay là một cái nơi có thể di chuyển được, mà là tại một cái địa hình ổn định đi, bạn nghĩ những tình huống thử thách nào có khả năng xảy ra? Nhưng mà một trong những cái điểm mà em nghĩ là có thể xảy ra rất là nhiều vấn đề nhất, đó chính là khi mà chúng ta đến những cái dịch vụ, ví dụ như là tới khách sạn, tới nhà hàng, hết phòng hoặc là như thế nào? Dạ đúng rồi, hoặc là những phòng trễ nè, hoặc là tới nơi thì đồ ăn nhà hàng họ chuẩn bị chưa kịp, họ chuẩn bị lâu, hoặc là chuẩn bị sẽ cái món ăn nó sẽ gặp những cái vấn đề gì đấy nó không vừa ý với khách hàng. Thì tại vì cái bản tính con người mình mà, khi mà cái quyền lợi của mình, những cái nơi nào mà quyền lợi của mình mà bị ảnh hưởng nhiều nhất thì sẽ là nơi dễ xảy ra xung đột và cũng như mâu thuẫn nhất. Còn chị Tô Nhi A có nghĩ những chia sẻ của Hồng Phượng là đúng không khi bạn nói là đôi khi hướng dẫn viên du lịch hơi cứng nhắc, là so với vẻ linh hoạt của họ tỏ ra thì ra họ thật sự chỉ muốn mọi người đi vào cái khuôn phép được quy định bởi cái khung thời gian để đảm bảo cho cả đoàn với tiến độ rất là chính xác. Chị nghĩ là nếu như mà chúng ta cứng nhắc á, thì không chỉ là với nghề hướng dẫn viên du lịch đâu, mà là nghề nào cũng sẽ có những cái sự gọi là khủng hoảng nếu như mà bạn giữ cái sự cứng nhắc đó. Tuy nhiên có thể hiểu với cái chia sẻ của Phượng á, cái cứng nhắc ở đây đó là việc mà chúng ta có những cái gọi là có những cái nguyên tắc chặt chẽ, mà ở đó hướng dẫn viên du lịch thực ra bạn là một mắt xích. Bạn là một mắt xích trong việc cung ứng một cái dịch vụ du lịch cho khách du lịch, bởi vì bạn còn sau bạn còn là công ty du lịch, rồi sau bạn còn là một cái hệ thống các cái đơn vị bên thứ ba, ví dụ như là nhà hàng, khách sạn hoặc những điểm tham quan. Và cái việc mà hướng dẫn viên họ có những cái quy định gọi là cứng nhắc đó, đôi khi không phải là do họ, mà là do họ không thể thay đổi hoàn cảnh. Cái tour đó nó còn vậy, cái nhà hàng đó nó còn vậy, cái khách sạn đó nó còn vậy, và mình chỉ là cái người hỗ trợ cái người tham gia du lịch tiếp cận dịch vụ thôi. Cho nên đôi khi mình chỉ thể nghe nhưng mà làm khác đi mình không làm được. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là đặc biệt chị nghĩ là khi dẫn khách đoàn nha, thì cái sự cứng nhắc đôi khi nó cần quá hả. Bởi vì bây giờ em hình dung đi, mỗi người một ý. Em làm sao em quản được một cái đoàn mà ví dụ như chẳng hạn như đơn vị của chị nha, cái trường chị mà đi tham quan là tầm khoảng 200 người đi một đợt. Là đã chia ra rồi 200 con người đó em, 200 con người thì 9 người mà 10 ý rồi em nhân lên cho chị đi là ra bao nhiêu ý. Thì nếu như mà không có một cái sự cứng nhắc nhất định nha, chị nghĩ chắc cũng dễ loạn lắm á. Cho nên ở góc độ tích cực thì sự cứng nhắc đó có thể là nó giữ cho chúng ta có được một cái lộ trình an toàn phù hợp. Và dĩ nhiên là không thể vừa lòng hết tất cả mọi người. Tuy nhiên nó phải hợp lý. Cứng nhắc nhưng mà phải hợp lý. Và cái khó của nghề nó nằm ở đó đó. Vấn đề khác nhau giữa cứng nhắc và kỷ luật là có mang lại lợi ích cuối cùng cho cả đoàn hay không. Có thể bạn Phượng nghĩ đó là cứng nhắc vì trải nghiệm của bạn, nhưng chị Tô Nha đã phân tích đó chính là kỷ luật. Và có khi những gì mà bạn gọi là hy sinh ngày lễ, ngày Tết gì đó lại là sự lựa chọn. Đó, vậy thì cái từ ngữ chưa thể diễn đạt đúng khái niệm nếu như chúng ta chưa đặt vào tình huống. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với hành trình một giờ hoán đổi. Đây là thử thách dành riêng cho Hồng Phượng để bạn có thêm những góc nhìn khác về nghề hướng dẫn viên du lịch. Sao cái khách sạn này nó không có cái internet cho mình ngồi mình bấm ta? Nãy giờ em tốn tiền mua cái gói cước hả? Mấy lần luôn rồi đó. Dạ em đó. Chào gia đình mình, em xin lỗi tại em mới dắt gia đình kia lên nhận phòng. Giờ em nhận phòng cho gia đình mình nha. Dạ bữa giờ xin lỗi hơi nhiều, không biết lỗi đâu các em xin hoài. Em ơi cho chị nhận phòng. Cô xin lỗi hả? Cả đời xin lỗi. Tại tính ra gia đình mình có dịp đi du lịch chung nhau cũng vui quá ha. Dạ. Đúng không? Dạ giờ gia đình mình lên nhận phòng luôn nha. Thôi 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 mệt quá, đi vô lấy phòng đi, lấy phòng đi xong rồi hồi lát nữa mình còn đi ăn. Cô kinh kinh ba ly giùm gia đình con cô. Trời đất ơi, chứ không lẽ để ba ly cô ơi. Dạ, được rồi, để tôi. Dạ, để tôi mà. Dạ, để. Tôi tốn tiền mà để tôi. Trời ơi, tôi tốn tiền mà. Vậy đi. Lâu dữ vậy ta. Trời giờ. Cô. Ôi, con ba mẹ con xong chưa để mình đi tham quan? Dạ xong rồi nhưng mà cô ơi, cái giường cho nó kỳ quá. Con vừa nhào ập lên cái gãy làm giường luôn. Trời ơi con ơi, cái túi con mày nhảy chắc mấy cái giường cũng không đủ. Nè. Hư đồ khách sạn đó em, cụ thể là sập giường.
gặp chưa? Quang gặp trường hợp này chưa? Dạ, gặp hoài luôn. Rồi, dạ, nhưng mà có vẻ cái ngôn từ này là những cái ngôn từ mà mình nên tránh khi mà mình giao tiếp với khách du lịch, đúng không? Ví dụ như là những cái môn nó cũng hơi body shaming tí, là đó em mập quá nên là giường sập là đúng rồi, hoặc dạ, cái đó là không nên luôn, không nên luôn, không, không được luôn chứ cũng không phải là không nên nữa. Dạ vâng ạ. Dạ. Tôi là dân muscle mà, tôi phải tập gym tập tạ chứ. Dạ, lát nữa phòng tập gym thì em sẽ dắt anh đi qua cái chỗ mà tập gym riêng á anh. Ủa nhưng mà rồi máy nước nóng như thế nào? Không có máy nóng làm sao tôi nói được, làm sao tôi tắm được? Hai cái đó của anh á là nó gọi là nhẹ nhàng đơn giản thôi. Cái mà em bực bội nhất là như nè, mấy bữa nay á đi biển mà không bao giờ cái phòng nào có view biển. Đúng. Dạ. Ủa toàn là đưa vô trong kẹt, trong hốc, ở trong đó mà vậy đi biển làm gì? Nếu mà ở trong kẹt, trong hốc vậy thì tôi ở nhà, trong phòng tôi cũng y chang vậy, có khác gì đâu. Dạ, vậy đấy, cũng có lý. Đúng. Dạ, đôi khi thắc mắc là phản hồi có lý nha. Nhưng mà trong những trường hợp này là do cái hợp đồng tour của mình nó chưa đến cái giá để mình ở được cái view biển, hay là vì mình đã không làm việc kịp thời với khách sạn để mình lấy view biển cho khách của mình? Thì thật ra hai trường hợp chị vừa nói là nó cũng đều có thể xảy ra, nhưng mà đa phần á là sẽ là ở nó nằm ở cái hợp đồng và cái mức giá liên quan đến chi phí. Dạ, tại vì một cái khách sạn cái lượng phòng view biển nó sẽ hạn chế và cái giá nó sẽ cao hơn những phòng khác. Nhưng mà chị Tô Nha cũng chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp là rau ở trên mạng á, ô cái deal này rất là hot nha, đây là một cái kèo rất là thơm cho khách du lịch nè, lẽ ra là 1 triệu ngày thường, như bây giờ chỉ còn có 500 ngàn là được đi du lịch miền Tây, rồi xong rồi được ở một đêm là trải nghiệm. Thì trong cái gói đó chắc chắn em nghĩ cũng phải có nhiều cái cắt giảm lại để cho phù hợp. Chị nghĩ cũng vậy. Vậy bạn có nghĩ đó là đòi hỏi phi lý không, khi mà tiền ít nhưng mà muốn rất là nhiều những dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình? Thật ra em nghĩ là nếu mà xét trên giấy tờ thì nó sẽ có phần không hợp lý, nhưng mà nếu mình xét trên cái mà cái suy nghĩ bình thường, tại vì thật ra là như em đặt trường hợp em là người ký hợp đồng mua tour đi, đôi khi em cũng không thể nào mà em nhớ hết được tất cả những cái khoản, cái điều lệ ở trong đó, cho nên đôi khi là họ tới đây thì họ sẽ đòi hỏi những cái mà mong muốn của họ cho cái chuyến đi này. Thì cái nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch á, thật ra sẽ là lúc đó sẽ là người sẽ cân đối và cũng như là giải quyết cái việc đó trên một cái quyền lợi của công ty, nhưng mà không mang lại sự khó chịu cho khách. Bà Đà Hiêu cuối cùng không dắt qua bà Đà Hiêu làm nhỏ buồn hiêu. Không sao, lát nữa chị dắt em qua bà 7, bà 8 cũng vui lắm. Không, em muốn đi bà Đà Hiêu à, không đi về. Cái nhất, cái thứ hai, bây giờ tôi nói cho em nghe như vậy. Đồng ý á, là cái chuyện mà khách du lịch mỗi người có một tính cách khác nhau. Dạ. Đúng không? Nhưng mình phải làm đúng chức năng của mình là người hướng dẫn viên du lịch. Đúng. Đúng không? Đúng. Tôi đi không nổi, phải đợi tôi chứ. Đúng rồi, một số các cái tour du lịch đó Trinh thấy ghép các bạn nhỏ, các bạn năng động, ham khám phá với những người lớn. Vậy thì bạn phải xử lý thế nào nếu bạn nhận những tour gia đình như vậy? Thật ra thì cái trường hợp như chị vừa nói rất là nhiều. Có nghĩa là cái lịch trình nó dày quá và cái điều kiện mà người du khách đó họ không đáp ứng được. Thì thật ra là cách giải quyết cũng mình chỉ cần linh động thôi. Rồi ví dụ như là những bạn nhỏ đi thì mình sẽ hỏi kỹ ý kiến của gia đình. Nếu mà mình đi là một đoàn khách gia đình đi, nếu mà khách gia đình thì sẽ rất là dễ. Em sẽ hỏi ý kiến là các quý cô chú anh chị nhà mình á, thì mình đi chung với nhau mà, mình có muốn thay đổi cái điểm không? Thì miễn là cái điểm đó nó vẫn nằm ở trong cái lộ trình của mình, hoặc là trong cái thành phố mình đi, là trong những cái nơi mà nó không quá xa, và nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái quyền lợi của khách hàng. Ví dụ như là cái điểm tham quan chiều nay cái giá vé nó là bao nhiêu đó, thì em có thể là em sẽ tư vấn, mình sẽ chuyển cái điểm đó qua một cái điểm khác. Nhưng mà cái tính chất nó sẽ thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Như là thay đổi điểm leo núi đi, mình sẽ chuyển điểm leo núi qua một cái điểm là một cái vườn hoa hay là gì đấy, và cái giá vé đó nó cũng sẽ ngang bằng với nhau. Có nghĩa là mình sẽ giúp cho khách họ có một cái trải nghiệm nó phù hợp nhất với họ, và mình cũng sẽ đảm bảo cái quyền lợi mà khách nhận được. Con tôi đâu phải đơn giản nó có số ký như thế này, đúng không? Phải ổn định số ký cho tôi chứ. Dạ. Con ăn thưa thớt vậy làm sao nó mập được? Tại vì trước giờ chị chưa gặp khách hàng nào mà ăn nhiều. Trời ơi, ăn liên tục như vậy. Tôi quá chán nản luôn, thực sự. Ăn liên tục vậy là bởi tại ai? Bắt đi quá trời đi. Khách sạn đi biển là phải có view biển, phải có bồn tắm để mà ngâm mình trong đó. Dạ rồi, em hiểu ý kiến của mấy anh chị rồi. Anh muốn tập gym phải không? Đúng. Dạ em sẽ nhờ Lễ Tân mang lên phòng cho anh 2 cục tạ để anh tập gym. Tức là bạn đang dùng bản năng để mà cố gắng có thể dùng những tiểu tiết lấp đầy vào cảm xúc. Nhưng bạn nghĩ điều này có hợp lý không? Em nghĩ là với cái trường hợp này, như là khách lại đòi phòng gym ở trên phòng, thì đây là một điều rất là bất hợp lý, hầu như là không thể. Thì em nghĩ là cái cách giải quyết của bạn nữ này đó, gửi 2 cục tạ lên phòng.
phòng. Thì nôm na như là bạn đang chọn cách đó chính là bạn chấn an, là bạn an ủi khách. Thì em nghĩ đây cũng là một cách rất là hay. Ở đây một cách rất là hay. Coi là mình biết là không thể rồi, nhưng mà mình cũng sẽ thể hiện là mình đang theo ý kiến của khách vậy đó. Nghĩa là mình không có phản bác người ta. Đây là một trong những cách cũng rất là hay khi mình dịch vụ. Có một số thứ mình có thể thay đổi được đó chị Tôi Nha, nhưng mà có một số thứ mình không thể thay đổi được. Thí dụ như cái view phòng nhỏ quá, hoặc là khách sạn chất lượng kém, hoặc không có máy nước nóng đi. Thì mình là giải quyết sao, mình đổi khách sạn hả? Có thể là với trường hợp mà họ muốn đổi phòng đó, thì em sẽ đầu tiên là em sẽ gọi về điều hành trước. Em sẽ hỏi với cái tour này, cái chi tiết của tour này là họ ở khách sạn như thế nào, phòng như thế nào. Thì nếu thật sự cái trường hợp lúc đó đó mà không đúng với và không đúng với cái hợp đồng, thì chắc chắn là em sẽ yêu cầu ngay phòng điều hành sẽ có cách giải quyết cho họ, có thể là đổi khách sạn. Hoặc là nếu không có khách sạn thì mình sẽ phải có một cái gì đó để mình đền bù, mình bù đắp lại cho họ. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên. Nhưng mà thật ra trường hợp này là ít. Còn trường hợp thứ hai á, là họ yêu cầu những cái mà nó không nằm trong hợp đồng. Thì tất nhiên là đầu tiên là nếu mà là em đó, thì em cũng sẽ đầu tiên là sẽ đồng cảm với họ. Tại vì đôi khi họ đi chơi mà, ai cũng thích được ở view biển, được ở những cái dịch vụ tốt nhất. Thì mình cũng, mình tất nhiên mình sẽ không nhận lỗi sai về công ty, mình sẽ đồng cảm trước. Rồi sau đó là mình sẽ ngồi mình nói chuyện thân mật với nhau. Ví dụ như, chị Trinh ơi, thật ra đó là em cũng biết là đi chơi biển rất là thích. Chị, em chỉ thích biển, em cũng rất là thích biển. Nhưng mà do là cái lượng phòng ở khách sạn có hạn chế, có view này, view kia. Thì cái lượng phòng mà view biển đó thì nó đã hết rồi. Vì vậy cho nên khi mà bán cái tour cho chị, thì bọn em chỉ có thể để cái mức giá là phòng view bình thường thôi. Có nghĩa là em sẽ không để, em sẽ không đặt cái vấn đề là chị mua giá rẻ thì chị phải chịu. Nhưng mà em có thể là em sẽ khéo léo, em nói rằng là lúc mà bán tour thì phòng view biển họ đặt hết rồi, cho nên là chỉ còn phòng đó thôi, chị thông cảm nha. Có nghĩa là mình không nhận lỗi về phía công ty của mình, tại vì rõ ràng không phải là lỗi công ty. Nhưng mà mình sẽ giúp cho khách họ thoải mái nhất và họ sẽ có một cái dễ chấp nhận nhất cái sự cố này. 4 ngày 3 đêm là mỗi người đi hết 1,5 triệu. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. 1,5 triệu thì bây giờ là tụi tôi còn là 1,5 triệu, tổng cộng là 6 triệu. 6 triệu. Bây giờ trả tôi 6 triệu lại tôi về, tốn đi được nữa. Dạ em không có tiền mặt 6 triệu ở đây. Anh Hai hay. Hay gì, nói không có tiền mặt ở đây. Ủa, không có tiền mặt thì chuyển khoản. Đúng rồi. Dạ em không có xài tài khoản. Trời đất ơi. Dạ tại vì ủa vậy là muốn quỵt tiền á? Không phải, không phải, cái này mấy anh chị đặt bên công ty, em chỉ là người hướng dẫn cho các anh chị đi tour thôi, chứ em còn tiền thì em không biết mấy anh chị. Ủa sao mà không biết được vậy? Cô đi làm cô có biết tiền lương không? Dạ biết chứ, tiền lương của em thì em biết. Tại vì công ty trả cho em. Thì nếu mà chị vẫn nằng nặc đòi hoàn tiền thì sao? Vì chị cảm thấy nhu cầu của chị đi chơi để vui mà không có vui nữa, thì em có thể trả lại tiền cho chị được không? 50% cũng được. Mọi người đang cố gắng đòi hoàn để chị tự book khách sạn khác, chị tự chơi với gia đình chị. Dạ, thật ra thì như em nói là đầu tiên là chúng ta gặp làm dịch vụ thì mình gặp trường hợp nào thì mình sẽ giải quyết bằng cách mềm mỏng trước. Có nghĩa là mình sẽ làm hết sức để cho mọi người thoải mái với nhau. Dạ. Nhưng mà tất nhiên cũng sẽ có trường hợp là chúng ta sẽ cố gắng hết sức rồi. Thì tất nhiên là cái việc hoàn tiền lại không đàm phán được. Dạ đúng rồi. Và cái việc hoàn tiền lại là nó sẽ không có nằm ở trong cái khả năng của em. Nó. Tại vì hướng dẫn viên du lịch như hồi hai chị có nói đó là mắt xích nối liền giữa người thụ hưởng sản phẩm đó chính là khách hàng và người cung cấp sản phẩm đó chính là công ty. Dạ, hướng dẫn viên như là mắt xích là người ở giữa sẽ giúp cho cả hai bên đạt tới được cái ổn thỏa cao nhất trong cái công việc, đạt tới hiệu quả cao nhất. Thì khi mà mình sử dụng cái tình hết được rồi, ngang ngược quá rồi, không đàm phán được rồi, thì đó là cái lý nó sẽ lên ngôi. Thì lúc bây giờ là sẽ hợp đồng nè, rồi cũng như là những bạn ghi nhớ nè, đem ra làm việc với nhau. Những bạn sell tour nè, những bạn điều hành nè thì sẽ vào cuộc chung với em, sẽ ngồi. Tất nhiên mình cũng sẽ không căng thẳng làm gì hết, tại vì khách hàng của mình mà. Nhưng mà lúc đó mình sẽ đưa ra những cái giấy tờ hợp đồng nó rõ ràng hơn để có thể giải quyết trên cái lý. Mình xem tiếp nhé, để xem bạn ấy sẽ có những ứng xử như thế nào trong những tình huống tiếp theo. Nhưng mà mình còn một ngày một đêm nữa đúng không anh chị? Thì bây giờ em sẽ điện về công ty, em nói với công ty là thay đổi lịch trình theo cái ý kiến của anh chị. Như là anh chị muốn đi đâu, làm như thế nào thì sẽ theo ý kiến của anh chị hết. Nhưng mà em có một ý muốn nói với anh chị là nếu như mà anh chị thay đổi như vậy á, thì em không thể nào mà đáp ứng hết được tất cả những yêu cầu của anh chị. Em chỉ có thể đáp ứng được một hoặc hai yêu cầu của anh chị thôi. Nên là em mong là anh chị có thể thông cảm. Bây giờ mình đi chuyển lên núi đi. Mình đi lên Đà Lạt, cái mình cưỡi lạc đà được không? Đà Lạt cưỡi lạc đà. Nhưng không được. Tôi sợ lạnh lắm, mình kiếm chỗ khác đi. Hay mặc áo lạnh. Bây giờ em tính đi đâu? Không, em thấy chị Hai nói đúng á, lên Đà Lạt cưỡi lạc đà. Vui á. Dạ nhưng mà cái lịch trình mà từ Đà Nẵng á đi ngược về Đà Lạt á mất khoảng thời gian của mình rất là dài, tại vì mình còn có một ngày một đêm hết trơn á. Vậy cuối cùng hồi nãy giờ đâu có giải quyết gì đâu. Đi Huế đi ba. Đúng rồi đó. Mình đi Huế đi mọi người.
cô gái bên dòng sông. Con ngồi xuống đi con. Mình đi Huế được có mọi người, tại vì Đà Nẵng ra Huế nó rất là gần luôn, và mọi người được tham quan rất là nhiều nơi ở Huế nữa. Có lồng đèn, con coi trên mạng là có sông chèo nữa. Coi tivi nhiều lắm. Thôi, Huế anh coi trên tivi nhiều lắm. Mọi người có thể mặc áo dài để chụp hình ngay cái sông nó rất là đẹp. Hội An, mình đi Huế đi. Thôi, em thấy đi Huế được. Huế được. Con nói thiệt nha, ba của con á mà mặc áo dài vô mà chụp hình á là hơi bị bẩn luôn á. Mình ra cung đình xong cái mình làm hoàng hậu với công chúa. Dạ đúng rồi đó chị. Mình ra cung đình. Phong thái này là vua nè. Đúng. Hơi bị bẩn. Rồi bây giờ chốt đi. Bây giờ trả khách sạn mình đi Huế liền. Đúng. Dạ. Dạ mà vậy nè, khoan đã. Phải nói cái vụ này phải kỹ. Gì anh? Ra tới đó là khách sạn là phải, phải có đồ, phải có đồ tập tạ cho tôi. Dạ. Phải có bồn tắm cho tôi. Dạ nhưng mà em cũng nói luôn là nếu mà anh yêu cầu cái đó thì mình thêm một ít chi phí được không? Mà em sẽ cố gắng tìm. Ủa gì vậy? Dạ một ít thôi ạ, chứ không có nhiều. Tại vì mình yêu cầu người ta. Một ít gì? Tiền đó là tôi đã chọn gói rồi, một ít gì nữa? Nhưng mà bây giờ một ít chi phí nó là tầm khoảng giá bao nhiêu? Dạ thì chắc cỡ mấy trăm đến triệu rồi. Cái gì? Dạ. Mấy trăm ngàn hả? Dạ. Vô sắp vali về nhà liền. Anh ơi. Cái gì tự nhiên tốn thêm tiền? Khoan. Trời ơi, bao trọn gói mà. Đúng rồi. Không phải. Rồi bây giờ anh ngồi xuống đây nghe em nói nè. Nói gì? Không phải, vấn đề là em thấy như vậy nha. Sao? Vợ chồng nhà mình mà đòi hỏi quá thì nó cũng quá đáng. Ủa, tôi thấy đâu gì đủ quá nè. Không, em nghĩ là mấy trăm ngàn thì nó cũng được đi. Dạ đúng không rồi. Chứ vậy là cũng được rồi. Dạ. Chứ thật ra nãy giờ mình làm khó người ta cũng kỳ, cũng tội. Nãy giờ cô cũng nhiệt tình, hiểu không? Người ta cũng đã tìm đủ mọi cách để làm cho cả gia đình mình được hài lòng là được rồi. Thôi, thấy vậy cũng được. Cái cách cô tính vậy thì cũng được đi. Cảm ơn cô. Đó, con thấy chưa? Cái gì cái phải dặn con mình biết. Thật sự cái nghề hướng dẫn viên du lịch nó mặc dù được đi đây đi đó, đi khắp cả đất nước Việt Nam, thậm chí ra nước ngoài luôn, nhưng rất là khó khăn, rất là cực khổ. Áp lực nữa. Áp lực, chiều lòng mọi người. Đúng rồi. Nhất là chiều lòng người xà hai như con. Tôi nói thiệt, thật ra là ở cái khía cạnh khách hàng á, thì người ta cũng có cái lý của người ta, đúng không? Rồi. Người ta bỏ tiền cho nên là nhiều khi người ta cũng muốn có những dịch vụ tốt nhất. Đúng. Đó, nhưng mà thật sự là nãy giờ gia đình tôi cũng hơi quá. Dạ, nhưng mà thấy cô cũng tìm đủ mọi cách làm cho gia đình tôi hài lòng như vậy là cũng vui rồi. Cũng cảm ơn cô. Em cảm ơn anh chị. Phải công nhận là cái nghề này cực thiệt đúng không cô? Dạ, cực lắm anh chị. Với lại mà phải chiều khách giống như... Dạ, em xin lỗi trước, giống như gia đình anh chị là chắc... bỏ người sớm. Đó, con bé nói chuyện ha, coi vui ha. Rồi, giống như nói chửi gia đình. Dạ, không, nhưng mà cuối cùng thì anh chị cũng hài lòng với bên em thì em cũng rất là vui và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi. Là anh chị hiểu chứ không hiểu, dạ. Hiểu không? Thí dụ như gia đình đi chung với nhau nhiều khi khó chịu đó mà. Dạ. Đúng, đúng không? Thật sự như là đó, vợ chồng đi chung nhau nhiều khi khó chịu đó. Thí dụ thôi, thì muốn chi mình đi với người lạ. Đúng. Mà một mình tiếp 4-5 người lạ khó chịu chứ, nhưng không dám lên tiếng, không dám la, không dám rầy, không dám thể hiện được thái độ của mình. Khách hàng là thượng đế. Khách hàng thượng đế, đúng không? Dạ đúng. Thôi, vậy bây giờ cuối cùng là mình chốt lại đi. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Cả gia đình mình cùng nhau quyết định đi Huế. Ôi, cả nhà đều vui vẻ thế này thì đúng là mục tiêu của mình đã hoàn thành rồi. Dạ, Lê Quang nhờ. Dạ. Nhưng mà trải nghiệm gọi là chị cũng không biết là Phượng đã có một cái cảm xúc như thế nào trên cái hành trình trải nghiệm này. Chứ chị thấy có nhiều đoạn á là cái thái độ mà chị nghĩ là trong một vài tích tắc đó chị. Trong một vài tích tắc với một vài người thì có thể là sẽ phải có tiếng bất tiếng chì đó. Lúc này là đôi khi không giữ được bình tĩnh là sẽ nói với khách là anh à, mình đi du lịch là đi để trở về chứ không phải là anh đi để rồi em chở anh về làm mồi đó. Bởi vì không đúng thật, cái khả năng quản lý cảm xúc nó phải rất là cao. Và có nhiều cái tích tắc giống như Liêu Hà Trinh nói. Thì chị có cảm giác là Phượng cũng hơi bị bắt đầu quá tải để có thể điều tiết được cái tình huống vừa rồi. Em thì gọi từ đó là từ choáng ngợp. Nó cũng tương tự với từ quá tải. Bốn người. Lê Quang, trong cái trường hợp này bạn đã trải qua rất nhiều rồi phải không? Dạ, và bí quyết để trụ lại, vẫn còn yêu nghề, vẫn còn yêu khách, vẫn còn được thăng tiến và vẫn rất muốn đi tiếp những chuyến du lịch là gì vậy? Tại vì thật ra như tình huống này thì như chị nói là em gặp cũng rất là nhiều.
Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong những cái mà em đã đạt được thôi. Thì tất nhiên á, là những cái khó khăn như vậy thì mình sẽ giải quyết nó, và sau đó là mình sẽ giúp cho bản thân mình được cải thiện được tốt hơn. Nếu một người mà muốn đi cùng với nghề á, thì là chúng ta sẽ phải luôn giữ cái niềm đam mê, và cũng như là mình sẽ nhìn vào cái đích đến cuối cùng. Nghĩa là chúng ta sẽ không có gọi là chớ thấy sóng to mà ngã tay chèo đó. Nghĩa là chúng ta phải cố gắng, là gặp càng khó thì càng phải chèo. Chèo khi nào vào bờ thì thôi, và vào bờ thì sẽ gặp được những điều tuyệt vời. Cảm ơn Lê Quang. Quả thật trước là sao quen, nhưng không biết là Hồng Phượng trước khi bước vào tình huống này thì lạ lẫm, còn hơi một chút xíu thiếu thiện cảm với nghề hướng dẫn viên, còn một chút thắc mắc. Nhưng sau đó bạn có quen chưa? Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trực tiếp nhé. Nhưng trước hết hãy cùng nghỉ giây lao trước đã. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương cuối của hành trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với hành trình kết nối để cùng ngồi lại với bạn Hồng Phượng, và đặc biệt là với sự khéo léo của bạn Lê Quang xử lý những nút thắt trong các tình huống khó khăn. Trinh tin rằng bạn sẽ truyền không chỉ là cảm hứng cho bạn Phượng, cho những vị khách mời ở đây, mà còn quý vị khán giả đang theo dõi và có cái nhìn tốt hơn về đích đến của nghề hướng dẫn viên du lịch. Xin được giới thiệu Hồng Phượng. Chào, bạn đã vất vả rồi. Dạ, em xin chào chị Tô Nhi A, chào chị Lê Hoài Trinh, chào anh Quang. Dạ, vậy cái cảm nghiệm ban nãy về hành trình đó, mình tự đánh giá là mình đã trải qua có xuất sắc không? Dạ, em nghĩ là không. Tại sao? Dạ, vẫn còn cái gì mà mình lấn cấn? Dạ, tại vì lúc đầu em hơi bối rối một xíu á. Thì em có dùng những cái từ không hay để mà chỉ trích một người khách đó, ở trong đây mà. Dạ, ví dụ như em nói con bé đó là mập rồi nhảy làm hư dương, đòi hỏi gì mà quá đáng vậy. Dạ đúng rồi, có những cái đòi hỏi làm em bấn loạn luôn, em không biết trả lời sao, tại vì bốn người cứ xoay quanh em đó. Có những cái rắc rối mà em không biết xử lý làm sao. Gặp em rất là nóng tính, mà cứ hỡi mà rối quá thì em lại nóng tính lên, nên là em cố em dằn xuống và em cố giải quyết mọi chuyện. Dạ. Trước khi đến với thử thách này, chị nhớ là em cũng đã nhắc đến một số những cái từ như cứng nhắc. Dạ. Nhưng mà em lại gặp lại chính mình trong hình thái vô cùng cứng nhắc ở trong tình huống này vậy. Thật ra điều gì đã diễn ra trong tâm trí của mình? Thì em nghĩ là cố làm sao là mình hòa đồng với khách, rồi mình cố giải thích, rồi mình nói chung là mình thân thiện hơn một xíu để cho khách hiểu là mình đã cố gắng hết sức rồi để mà hoàn thiện cái chuyến đi. Nhưng mà vậy có giải thích hơn thì khách người ta cũng không hiểu. Mà em có còn nghĩ là cái việc không đáp ứng được nhu cầu của khách, không chịu linh động theo những cái mong mỏi của khách, không chịu đổi khách sạn, không chịu thay giường, không chịu đổi hành trình, đó là sự cứng nhắc nữa không? Dạ không. Chị muốn hỏi Phượng một câu là theo em thì cái tình huống vừa rồi mà chương trình đặt ra cho em á, là một cái tình huống mà chương trình đã quá cố tình để gài em một cách dồn dập hay là đúng rồi hay là em nghĩ rằng là ô không nha, thực ra một cái tình huống như vậy nó hoàn toàn có thể xảy ra trong một cái tour du lịch bình thường. Dạ em nghĩ là đối với một tour du lịch bình thường không chỉ là bốn người khách như em đã trải qua đâu, mà nhiều khi một đoàn mà có rất là nhiều người nữa, 40 người. Dạ gặp em là chắc em xỉu với là em bỏ nghề luôn chứ không phải là rồi. Em có bao giờ xỉu vậy không Quang? Xỉu ngang luôn á? Dạ không à, cũng xỉu thì cũng chưa xỉu, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà gọi là mình gặp những cái, em cũng có từng gặp những cái trường hợp mà nó cũng tương tự như cái clip ở trên kia, thì đôi khi là mình cũng như chị nói là muốn tạm thời bấn nổ ngang đầu luôn, nghe là xỉu không nổi luôn á. Dạ nghe là muốn xỉu nhưng mà dây thần kinh nó giật bưng bưng như là không xỉu được vậy. Treo máy luôn đúng không? Dạ lúc đấy là mình tất nhiên là đầu tiên là mình cứ điềm tĩnh thôi, như em đã nói là làm dịch vụ du lịch thì mình phải điềm tĩnh là một trong những cái mà mình cố gắng nhiều nhất, và mình phải luôn giữ bình tĩnh như đây. Nhưng mà mình có nghĩ là mình sẽ lúng túng khi mà bước vào tình huống này không? Dạ, thật sự rất là bối rối luôn. Em phải căng não để mà em xử lý tình huống nữa. Tại vì có những cái đòi hỏi nó rất là vô lý luôn. Ví dụ phòng khách sạn mà đòi có phải giống như một cái phòng tập gym riêng ở trong đó, thì không thể nào mà mình bê nguyên cái phòng lên trên đó để cho hài lòng khách hàng được. Nhưng em cũng rất linh động đó chứ, hai cái cục tạ em cũng có thể lên. Dạ. Thì trong đầu em suy nghĩ là tập gym có thể là ảnh cần tập tạ để là cần cơ bắp, thì mình có thể là mình thay đổi là hai cái cục tạ đó cũng anh tập hàng ngày cũng được, tạm thời xoa dịu cái nhu cầu đó của anh. Em nói đây là một cách giải quyết rất là hay đó. Có thể là em có thể là thật ra em chưa gặp cái trường hợp mà đòi khách mang phòng gym lên bao giờ.
Nhưng mà qua cái này có lẽ là em cũng sẽ học hỏi cái cách này của bạn Phượng. Thì đấy có nghĩa là mình sẽ vỗ về, mình làm cho khách họ thoải mái, nghĩa là mình đang lắng nghe và mình đang cố gắng để mình đáp ứng nhu cầu đó, chứ mình không phản bác, mình không đả kích những cái nhu cầu vô lý của khách. Ở đây là một điều mà em sẽ học được trong cái tình huống này của bạn Phượng đã đưa ra. Nhưng mà thật sự thì Hậu Phượng đối diện một hướng dẫn viên chuyên nghiệp trẻ nhưng rất nhiều triển vọng và có nhiều thành tích như vậy á, bạn có tò mò muốn biết điều gì đã diễn ra trong hành trình đó không? Dạ tất nhiên là em biết, muốn biết. Mời rồi em. Em muốn hỏi anh Quang là cái tiêu chí gì á để trở thành một hướng dẫn viên du lịch? Thật ra nếu mà nói về tiêu chí để thành hướng dẫn viên du lịch thì sẽ có rất là nhiều tiêu chí. Mình liệt kê sơ nè, ví dụ như là phải năng động hoạt bát nè, phải biết bình tĩnh nè, cũng như là đam mê yêu nghề. Nhưng mà riêng cái bản thân em đúc kết thì em làm nghề thật ra cũng không phải gọi là quá nhiều kinh nghiệm. Đến đây thì em cũng chỉ mới khoảng là gần 10 năm trong nghề thôi. Từ bản thân em cảm thấy là sẽ có hai cái điều kiện. Đầu tiên đó chính là điều kiện cần. Điều kiện cần đó chính là phải đam mê. Còn ngoài ra cái tiêu chí thứ hai, cái điều kiện thứ hai đó chính là điều kiện đủ, đó chính là sức khỏe. Thực ra cái này đôi khi là những bạn sinh viên đi, những bạn trẻ đi, cứ nghĩ tới du lịch, đơn giản hỏi tại vì sao chọn nghề du lịch vậy? Tại vì tôi thích đi du lịch. Dạ nghe rất là hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cần phải biết là thích du lịch và thích làm du lịch nó sẽ là hai cái phạm trù rất là khác nhau. Dạ đây, thích du lịch là chúng ta thích tận hưởng, chúng ta thích chụp ảnh, chúng ta thích ăn uống. Nhưng mà thích làm du lịch đó chính là chúng ta thích mang lại cái sự hài lòng cho khách hàng. Mình sẽ mang đến những cái điểm đặc trưng của cái vùng văn hóa đó, cái đất nước đó, cái quốc gia đó đến cho khách, thì đó mới là thích làm du lịch. Và trong để thích làm du lịch đó, thì cái điều kiện sức khỏe rất là quan trọng. Tại vì đôi khi phải đi sớm về khuya và cũng như là mình sẽ phải vận động, mình cần cái sức bền nhiều đó, thì sức khỏe sẽ là một trong những cái tiêu chí theo quan nghĩ nó sẽ rất là quan trọng. Anh vừa nói tới sức khỏe thì em được biết là người hướng dẫn viên du lịch đó, đa số cái thời gian là anh dành cho khách hết. Thì anh sắp xếp cái thời gian nghỉ ngơi của mình như thế nào để hợp lý? Là con người mà ai mình cũng sẽ cần nghỉ ngơi. Trong một cái cuộc hành trình dài á, thì tất nhiên với cái đặc thù nghề hướng dẫn viên du lịch này thì em không dám tự nhận là nghề của em nó cực. Nhưng mà nó sẽ cái thời gian mà để mình nghỉ ngơi á, nó sẽ có phần hạn chế hơn. Mình sẽ cần cái sự linh động. Có thể là trong khi trên xe đi, tất nhiên là trên xe đôi khi mình di chuyển một cái quãng đường dài, chúng ta sẽ không thể nào mà mình nói luyên thuyên như vậy hết được. Có những cái thời điểm cũng sẽ để cho khách nghỉ ngơi, nếu như là cái hành trình đó là ở trên xe hoài luôn. Nhưng mà em thì có một cái mánh này của riêng em thôi, chứ không phải là một cái nguyên tắc chung của hướng dẫn gì cả. Là thật ra đôi khi nhiều khi em cũng mệt lắm, buồn ngủ lắm chứ, và con người mà mình cũng rất là mệt. Thì đôi khi là cái trường hợp đó là thấy em nhắm là cái quãng đường nó còn rất là xa mới tới một cái chặng đường gì đó, thì em đặt đồng hồ báo thức khoảng 30 phút. Thì đấy, khoảng 30 phút nghĩa là cái thời gian để mình nạp lại một cái năng lượng vừa phải. Thì đấy, mình sẽ chợp mắt 30 phút nó rang lên. Thì mình sẽ biết là cái khoảng thời gian đó là sẽ chưa kịp tới cái điểm nào hết. Và cũng như là khách của mình đang ngủ. Thì nghĩa là mình sẽ tranh thủ trên từng cây số để mình có thể là mình đảm bảo cái sức khỏe của mình. Trinh không nghĩ đó là tranh thủ đâu. Trinh nghĩ đó là cái sự thông minh ý. Bạn tìm ra những bí quyết rất riêng. Vậy cho Trinh hỏi thật sự nha, thật lòng nha, là điều gì đã khiến cho hướng dẫn viên du lịch Lê Quang khác với những hướng dẫn viên khác? Đối với em thì em nghĩ là mỗi hướng dẫn viên du lịch, mỗi cá thể sẽ là những cái cá tính rất là khác nhau. Em cứ là em thôi thì em nghĩ là em sẽ khác biệt với mọi người. Nhưng mà nếu mà cho phép em tự PR bản thân một tí xíu đi, thì có thể là một trong những cái điều mà sẽ khiến cho khách hàng hoặc là những công ty, những dịch vụ lữ hành họ sẽ tin tưởng. Thì em nghĩ là em có một cái tinh thần khá là tốt. Em không dám tự nhận là kỹ năng em cao rồi kiến thức em cao, nhưng mà cái tinh thần của em thì nó sẽ luôn luôn là đi lên. Và cái tinh thần này nó cũng là xuất phát từ cái lòng yêu nghề. Tại vì mình yêu nghề, mình sẽ có cái tinh thần nghiêm túc với nghề. Là chúng ta sẽ không ngừng cải thiện, sẽ cố học lên, sẽ cố tập trung để nâng cao cái bản thân của mình lên. Thì theo em nghĩ là cái điểm khác biệt của em nó chỉ gọi là mình có một cái nhiệt huyết thôi. Thì em nghĩ là một cái nhiệt huyết. Trinh nghĩ bao nhiêu đó chia sẻ đã giúp cho chúng ta có được rất nhiều những từ khóa và tạo nên thật nhiều những phong cách riêng cho nghề nghiệp của chính mình, chứ không chỉ là với con đường hướng dẫn viên du lịch. Riêng bạn Hồng Phượng thì đã góp nhặt được điều gì trong hành trang của mình hôm nay? Dạ thì theo em là bây giờ em bỏ đi cái định kiến mà hướng dẫn viên du lịch là lúc nào cũng phải cứng nhắc rồi. Và rất là khâm phục với người hướng dẫn viên du lịch luôn. Tại vì họ nè, thức giống như anh đã nói là ngủ rất là ít và phải thức, rồi phải
xử lý những cái tình huống giống như em nè. Em chỉ mới xử lý một tình huống thôi mà em đã muốn bấn loạn rồi. Thì anh đã làm việc được 10 năm, anh đã xử lý rất là nhiều những cái tình huống luôn. Thì nói chung là bây giờ em thấy cái nghề hướng dẫn viên du lịch cực kỳ khó với em luôn. Chị Tô Nha, nãy giờ khi mà nghe bạn Lê Quang nói về nét riêng trong phong cách của mỗi người á, thì bạn chia sẻ rất là nhiều về bản thân mình và những sự cố gắng, nỗ lực, đúng không? Và đam mê nữa. Còn riêng bạn, nét chấm phá rất là đặc biệt của bạn là gì để người ta nhận ra Lê Quang? Thì cái này thì em sẽ không dám tự nói, nhưng mà em có thể là góp nhặt những cái nhận xét mà những người bên ngoài nhận xét về cái ưu điểm của em. Như văn sử địa thì đa phần sẽ rất là sợ, đúng không ạ? Nhưng đó thì lại là thế mạnh của em và cái niềm yêu thích của em. Hồi xưa em thích học văn, thích học sử, thích học địa lắm. Vì vậy cho nên là em có một cái... có nghĩa là mình, như em nói là em đặt cái tinh thần, cái tâm vào cái sự nghiên cứu. Có nghĩa là mình học những cái kiến thức này không phải là chỉ để mình trả bài, không phải là chỉ để mình bật máy lên mình nói, không phải mình làm máy nói, mà mình học vì mình yêu thích. Và sau đó là mình mang cái yêu thích của mình và mình truyền đạt cho mọi người, để mọi người sẽ cùng cái... nghĩa là từ một người ta không yêu thích lịch sử, người ta không yêu thích văn hóa gì hết, nhưng mà nhờ cái cách nói của mình, nhờ cái tinh thần của mình mà mình giúp cho họ thấy lịch sử của mình cũng rất là hay và nền văn hóa cũng rất là hay. Có nghĩa là mình lan tỏa được cái năng lượng, những cái niềm yêu thích của mình, giúp cho cái chuyến đi và cũng như là cái nhận định của họ về những cái vấn đề mà chúng ta đang tiếp xúc. Thì theo em nghĩ thì đó là một trong những cái thế mạnh của em. Chị Tô Nha, đây có phải là điểm mạnh thật sự của không chỉ là một bạn Lê Quang xuất sắc mà là của những con người xuất chúng trong nghề của họ không? Thực ra chị nghĩ là mỗi nghề nó đều sẽ có những cái tinh hoa. Nó sẽ có những cái mức độ khác nhau trong cùng một nghề, đó là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cơ bản của nghề thì coi như là bạn là những người lao động mà được gọi là được ở cái tiêu chuẩn mà không bị trừ lương, không có bị thất nghiệp. Nhưng mà để trở thành tinh hoa thì bạn phải có một cái điểm nổi bật nào đó. Ví dụ thuyết minh ai cũng thuyết minh được, nhưng thuyết minh làm sao để người ta hỏi tới, có nghĩa là nói làm sao để người ta buộc phải hỏi tới, thì chị nghĩ không phải ai cũng làm được. Và có thể đó là cái thế mạnh mà Quang đã chia sẻ với chúng ta. Tức là bạn ấy không chỉ đơn giản là người mang đến thông tin, mà là bạn ấy tạo ra cảm hứng để người ta đi tìm cái thông tin đó cùng với bạn. Thì nó cũng là một dạng tinh hoa của nghề. Và thực ra thì có một cái góc nhìn rất là đặc biệt mà trong toàn bộ sự chia sẻ của Quang ở đây, và cả cái trải nghiệm của Phượng trong cái tình huống vừa rồi nữa, mà chị nghĩ rằng là đôi khi chúng ta đã quên mất cái điều này đối với nghề hướng dẫn viên. Nhưng nó, với chị, nó là một cái năng lực cực kỳ quan trọng, mà nó là năng lực nền tảng, đó là năng lực về quản trị. Thực ra người ta hay định kiến cái người hướng dẫn viên là cái người nói nhiều, vui vẻ, làm cho câu chuyện nó trở nên rộn ràng lên. Nhưng thực ra họ phải có một cái đầu rất là logic. Tất cả những cái điều đó nó là những năng lực thuộc về quản trị mà hướng dẫn viên buộc phải có. Mà trước giờ thì thường người ta hay bị bỏ qua, người ta hay nói về cái sự hoạt ngôn nhiều hơn. Wow. Thật ra khi mà tham gia dẫn dắt cho chương trình Một Giờ Hoán Đổi á, em có một cái cảm nhận mình cực kỳ may mắn ấy, vì mỗi tuần mình đều gặp được một câu chuyện, một bí quyết riêng mà em rút ra được rằng là hôm nay Quang là một trường hợp cũng rất là đặc biệt và thú vị. Bởi vì để có được một người bạn mà bạn ấy khiêm tốn, đó là em không biết có phải là cái điểm đặc biệt của em không, nhưng mà em thấy em thuyết trình tốt lắm. Trinh không nghĩ như vậy. Trinh nghĩ là cái điều đặc biệt mà tạo nên Lê Quang mà rất là cuốn hút, đó là bạn có phong cách linh hoạt của một người dẫn chương trình với khả năng diễn ngôn tốt. Bạn là người có thể quan sát và phân tích tâm lý của người khác để đưa ra không phải là điều họ cần, mà là điều gây cảm hứng cho họ tiếp tục tìm hiểu. Như là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, bạn cũng có thể là một diễn viên vô cùng linh hoạt với mọi tình huống, với mọi bối cảnh và mọi con người. Mọi lời thoại mà bạn không được cho biết trước, bạn vẫn có thể tiếp tục. Bạn là một nhà quản lý tài năng và bạn xuất hiện trong chương trình với một dáng vẻ vô cùng tươm tất, lịch thiệp. Và Thinh nghĩ rằng sự thuyết phục này chứng minh rằng một người để thành công trong nghề nghiệp của mình, bất kể nghề gì, họ đều phải có rất nhiều những viên ngọc rồng nhỏ để ghép thành một cái bản đồ lớn. Cảm ơn Lê Quang đã rất chỉnh chu và rất tâm huyết cho nghề nghiệp của mình và để truyền cảm hứng trong ngày hôm nay. Cảm ơn tiến sĩ Tô Nha đã rất khéo léo để sắp xếp lại tất cả những cái logic đó và tìm ra được chủ chốt của vấn đề. Và tất nhiên cảm ơn Phượng vì bạn đã nhận lời tham gia chương trình và rất là vất vả đấu trí với bao nhiêu là khó khăn. Và cảm ơn quý vị khán giả đã kiên nhẫn lắng nghe đến giờ này. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đóng góp cho chương trình vào khung giờ quen thuộc, đó là 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos. Một giờ hoán đổi đến đây xin khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
sau khi tham gia thử thách quán đổi á, thì mình cảm thấy nghề hướng dẫn viên du lịch thì cực kỳ là cực kỳ khó luôn. Mình chiều lòng một người đã khó rồi, trong khi đây á, mình phải chiều lòng rất là nhiều người, mà cả một đoàn nữa. Mọi người đưa ra những cái lý do rất là vô lý luôn. Bây giờ thì mình mới hiểu cảm giác được của những bạn hướng dẫn viên du lịch là tại sao có những bạn rất là cứng nhắc và đi theo lịch trình. Tại vì á, là khi mà mình làm hướng dẫn viên du lịch á, thì mình phải theo đoàn. Nếu mà mình tách đoàn ra thì nhiều khi mình bị lạc hay cái gì đó thì người ta cũng lại phải phàn nàn lại với hướng dẫn viên du lịch chứ không phải là phàn nàn với công ty. Thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi thì mình muốn nói với mọi người một điều là đừng quá khắt khe với những bạn làm hướng dẫn viên du lịch, vì họ có rất là nhiều tâm lý từ những cái vị khách giống như là khó tính. Thì mình hãy thông cảm và biết sẻ chia với họ nhiều hơn.